hôm nay tao tính thôi. Tao nghĩ tao không nên nuôi mày nữa. Dạ. Thưa quý vị, và hôm nay hộp thư của chúng tôi để nhận được một lá thư là chị Đỗ ơi, em là fan của Sài Gòn từ thời 5 năm rồi. Nhạc lãng mạn rồi bây giờ. Em rất thích cặp đôi Văn và Hỏa, chị có thể giúp em thực hiện một ước nguyện trả lại cho Văn và Hỏa solo một vòng với tôi được không ạ? Em chúc đoàn rất nhiều thành công và nhiều sức khỏe. Cảm ơn. Có duyên mà mày cãi hoài á. Tao không biết là liệu là cái những cái chiêu dẫn như thế này mình còn được diễn bao nhiêu đêm nữa ha. Hoặc là bữa nay là đêm cuối luôn đó. Dạ, thì không để mọi người chờ đợi không? Ở một đây này, chúng ta cùng đến với hai nhịp đời. Chúng ta bắt đầu và hôm qua thôi quý vị. Số gì đến số gì ra, bóng đi lên.
số chưa có kinh. Chưa có kinh. Mình tự hồn mình vậy hả? Ừ, như vậy. Mình mong muốn á. Số gì đi, con số gì đi, con số gì ra. Con số gì đây đây bà ơi? Cao bậc trên như sáng sáng đêm nay. Dường như những gì mình đã có một lần đã chuẩn bị hiến dâng với anh. Em ấy là người tình mà đã năm năm mười lăm, 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 năm mười lăm. Giấc mơ năm mười lăm, năm mười lăm, năm mười lăm, năm mười lăm phải gì ra? Số gì là số gì ra? Bây giờ sẽ là vòng loại 1 tặng 1. Wow. Rồi, một và được 2. Nghe từ bây giờ, chỉ với 30 ngày đồng quý vị được 2 tờ lá vé. Một tờ lá vé nhỏ quý vị dọn ngay tại chỗ. Và tờ lá vé lớn là tờ lá vé tặng màu xanh. Quý vị đợi dành cho ngày mai dọn cái gì nha. Chính xác ạ. Rồi, từ bây giờ trên sân khấu em đã thấy được một vị chủ nhân. Cho em hỏi con ai đơn giản không ạ? Rồi, xin mời anh trai bước lên sân khấu luôn ạ. Đi nhanh nhanh lên chùm em nhá. Rồi. Dạ. Rồi, xin mời ba vị chủ nhân và đội vé với nhau ạ. Dạ vâng, anh đội cái vé cho em nha. Dạ. Rồi, mã số là 2026. 2026 đúng chứ rồi. Con số vừa mới đi qua 16. Có 1. Số 3. Có 2. 37. Và 59. Hợp lệ. Hợp lệ vị chủ nhân đầu tiên. Dạ dạ, dạ cầm nhìn con nha. Rồi mà số bốc lợi 2025. Đúng nhập lại 16 vừa qua. Có 1. Số 3. Có 2. 37. Có 3. 59. Lực dạng. Hợp lệ luôn. Rồi mà số bốc lợi 2026.